Xin chào, hôm nay ông Hà có theo cái đoàn mà YouTube của Trong Phú Hữu Nghĩa. Dạ, có những anh em YouTube rất là đông, ông Hà cũng mới quen biết nhưng cũng không có biết tên. Dạ, hôm nay đi đến cái lễ thần tháp cho huynh Dương Văn Lan, họ 72 tuổi. Dạ, ở đây là ở gì con, đây gọi là gì nhỉ? Dương Giang hả? Dạ, ở hội địa bàn Kiên Giang đó nha. Dạ, thì cũng có anh em đạo mũ đến rất là đông, cũng như lắm. Dạ, ở xã Vĩnh Điều, huyện Vĩnh Gia hả? Dạ, xã Vĩnh Điều, huyện Vĩnh Gia. Đến để trả rồi. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa thiếu lâm đại diện trong mình. Kính thưa đồng đạo hữu, đồng đạo thư, đại diện cho chương trình gửi lễ cầu nguyện cho thân phụ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, là đại diện cho tất cả các ban trị sự, các xã bạn đến đây tham dự buổi lễ cầu nguyện. Kính thưa các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Kính thưa quý vị, là thiếp trình viên, độc giả viên, cùng quý ông bà, cô bác, anh chị em, đồng đạo, nam nữ hiện diện kính mến. Kính thưa cùng toàn thể quý vị, được biết hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm Nhâm Dần. Hôm nay tại quốc gia đồng đạo Dương Văn Lan tổ chức chương trình cầu nguyện. Và hôm nay tất cả các chúng ta sau khi nhận được lời mời của mình trực tiếp hoặc gián tiếp, quý vị không ngại đường xá xa xôi, không ngại gian lao khó nhọc đến đây hiệp tâm cùng buổi quý trình thực hiện chương trình buổi cầu nguyện hết sức là long trọng. Đó cũng là tinh thần đoàn kết, biết thương yêu lẫn nhau, con một cha dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Đúng như lời thầy đã dạy bảo, lòng trẻ thảo biết còn biết kết, quý sách thầm mới mệt đau này, tăng rừng dập phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay giết bàn. Dạy lời nói trước tiên chúng tôi xuống thay mặt cho hình, xin chân thành đến toàn thể quý vị, lời dẫn ăn sức khỏe, lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Giờ đây chúng tôi sẽ được trân trọng cái hiệu thành thần đại biểu đến tham dự chương trình buổi lễ cầu nguyện cũng như chương trình buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Về phía ban trị sự và trị sự viên xã bạn đến đây tham dự, chúng tôi xin trân trọng hiệu ông Nguyễn Thanh Tĩnh là trưởng ban ban trị sự Phật giáo hảo xã Mỹ Sơn đề nghị quân. Chúng tôi xin trân trọng cái hiệu ông Phan Văn Dũng là trưởng ban ban trị sự Phật giáo hảo thành Mỹ Tây đề nghị quân minh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Phó là thành viên ban trị sự xã Bình Phú đề nghị quân minh. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng đạo Thiện Nghĩa đến từ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị quân minh. Về phía thiết trình viên đến đây tham dự, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thiết trình viên Nguyễn Phúc Nghiêm đề nghị quân minh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thiết trình viên Nguyễn Thái Trì đề nghị quân minh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thiết trình viên Nguyễn Quốc Dũng đề nghị quân minh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thiết trình viên Nguyễn Thị Hòa đề nghị quân minh. Về phía độc giảng viên trở về tham dự, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu độc giảng viên cô Trần Kim Lệ đề nghị quân minh. Độc giảng viên Nguyễn Thị Ngọc Lan đề nghị quân minh. Độc giảng viên Nguyễn Thị Kim Thiên đề nghị quân minh. Độc giảng viên Bùi Văn Dưỡng đề nghị quân minh.
là trở về đây tham dự buổi cầu nguyện hôm nay cũng như trong chương trình thuyết giảng, thì chúng tôi nhận thấy tất cả các anh em bên YouTuber trở về tham dự rất là đông, và đi trong ngày 4 tháng ngày hôm nay cũng như chương trình thuyết giảng đó. Quý vị nào có muốn đăng ký kênh và xem chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xem kênh của là Thiện Hòa Miền Tây, còn là YouTube là Lê Minh Đồng Tháp, YouTube là Châu Phú, rồi YouTube là Thích Tự Tại, bên YouTube là Nguyễn Phước Nghiêm, là đặc biệt nhất là kênh YouTube của đồng đạo Úc Hà chuyên quay về những cảnh đời bất hạnh. Đó là những kênh YouTube mà được theo đoàn ngày hôm nay. Mời ủng hộ cho chàng có tay. Và hôm nay trở về đây tham dự buổi cầu nguyện của tất cả các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và đông đảo đồng đạo chúng ta đến đây góp sức chung vui trong ngày lễ này. Xin được nhiệt huyệt quan trung một tràng pháo tay. Và kính thưa quý vị, thì thể hiện một cái tinh thần người con hiếu đạo, hôm nay thì đồng đạo Thu là đồng đạo Nguyễn Văn Vũ trong suốt 7 tuần để tài trợ xe ủng hộ tiền xe đó để cho quốc chúng ta đi kiếm vốn con thẻ và đến đây cầu nguyện cho thân phụ trong gia đình và toàn thể gia đình cũng như là thiếu năng tất cả anh chị em con cháu trong gia đình, để nhằm mục đích tạo chương trình này hồi hướng phước lành phước duyên cho là ông Dương Văn Lan được giảng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc. Xin mời ủng hộ cùng một tràng pháo tay ạ. Và trước khi đi vào chương trình trao đổi Phật pháp, xin đến bà tất cả bạn đồng đứng lên làm lễ nghi thức tôn giáo. Nhắn đợt này làm bài bản đó im á. Quý vị, chúng ta đồng hướng về là bên trong ba ngôi thờ cúng làm lễ trình thức tôn giáo. Mời hướng về bằng hàng của quyền xá ba xá, hướng về Tam Bảo xá ba xá, hướng về chân dung của thầy Thành Kính xá hai xá. Bên trong đã xong, mời xem ngoài. Mời thì hướng về bằng thông thiên đồng xá ba xá. Và kính mời xem vào bên trong, mời đồng an tọa. Kính thưa đồng tập hiểu gì, và hôm nay nhân buổi cầu nguyện cho người thân trong gia đình, gia đình thiếu năng cũng như là tất cả các anh chị em trong gia đình thân bằng quý thuộc, cũng có tổ chức mở ra một chương trình buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo bảo, và có mời thuyết trình viên Nguyễn Phước Nghiêm đến đây, và Nguyễn Thế Truyền, và Nguyễn Phước Nghiêm là thuyết trình và là nguyên chánh cũng như là thuyết trình viên coi gì cũng việc quá, và đến đây để gặp gỡ chị trò cùng chị mình trong ngày hôm nay. Và dạ, con chào quý cô chú, con là tên Úc Hà, thương quay những mảnh đời. Thưa quý vị, thì giải bắt nhiệt cầu trao thưởng cho thiết tình viên Nguyễn Thiết Nghiêm đến đây gặp gỡ vị mình thầy các cháu, được trân trọng giới thiệu và kính mời cô Trần Kim Lợi là đọc giảng viên xưa đến đây sẽ thành lòng phụng đăng qua những lời dàn trao ngọc của thầy. Xin trân trọng kính mời. Con là cơ Nốt Hà, chuyên quay những mảnh đời bất hạnh. Mỗi mỗi nhà có ai à? Ô A Di Đà. Lòng trẻ thảo quyết đoàn quyết kết quy sát phàm mê mệt
đâu này. Tăng lần dẹp pha gốc gai đưa người lương thiện đến ngay miếu cứ bàn thấy biển khổ đâu an lòng đặng sông thuyền ra cứu dân dân cho ba tấn diễn mình hết cơn bệnh tật hết tình đảo tà cuối nhờ nước mát mẹ xin Phật ban cho kẻ khắc cứ lòng chim thôn thầy uống nước trong người khôn màu sớm rửa lòng Phật nhớ để ma bệnh theo hờ bên gốc thần chết kia ôm hót bên mình đau lành sao lại chẳng tin dù cho không thấy cùng dình cô xương nợ đâu lại dài mưa đồng loài cũng gốc ngày thường đấy đi xuống trần quay đầu nghe tiếng chung ngân trở về chốn cũ cho gần Phật tiên thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục nên nhiều lần dục thúc thúc dân bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân muốn về coi Phật lập thân coi trần vượt cảnh khổ muôn phần u ám ganh ghét hờn thì thảm bề khuyên trong nam nữ chờ quê cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phương tu cho kẻ bào khăm nhường đẹp lòng cha mẹ cầu nguyện chờ trong Nam Mô A Di Đà. Mặc dù cô Út hôm nay cũng tuổi lớn nhưng giọng đọc còn rất là trong nhớ gì. Dạ. Cô Út ngày xưa từng lên là băng cho Bảo đó vậy.